Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Minh Ngọc Family. Thì đây là hôm cuối tuần gia đình mình có đi chơi ở khu du lịch Lan Vương ở bên Bến Tre nè cả nhà. Ở trong đây có mình thấy có rất là nhiều cái đoàn du lịch luôn á. Người ta vô đây người ta chơi mấy cái trò chơi dân gian như vậy nè. Cái này là một đoàn này nè. Một lát cái đoàn này chơi xong sẽ có một cái đoàn khác vô chơi. Họ cứ xoay xoay tua như vậy đó. Hết đoàn này rồi tới đoàn khác. Bé Ngọc rất là thích xem mấy cô chú anh chị mà đạp xe qua cái cầu này luôn nè. Chỉ đứng ở đây chỉ coi biết luôn chứ không có chịu đi đâu hết trơn. Với lại mình thấy ở trong đây nhà đồ ăn bán rất là rẻ luôn nha cả nhà. Kiểu người ta bán cho khách đoàn ăn nên là rất là rẻ và hợp với túi tiền lắm. Theo cảm nhận của mình là mình thấy là rất là hợp, phù hợp với túi tiền á. Mà đồ ăn thì ngon nha, chứ không phải là dở đâu. Vừa nhiều vừa ngon lại rẻ nữa. Thôi mình đi thì mình không có thấy người ta bán vé. Nhưng mà không biết mấy ngày khác thì sao. Rồi ai chơi thì chúng ta di chuyển vô nha. Từ nhà mình qua khu du lịch này tầm khoảng 30 phút đó. Cứ mỗi lần mà có cô chú anh chị mà bị rớt xuống như vậy là Ngọc thích Ngọc cười dữ lắm luôn. Chuẩn bị 3, 2, 1. Cậu nào cũng hay như vậy. Lên đường. Cạnh cái hồ nước này là những cái bàn ăn đó cả nhà. Mình có thể vừa ăn vừa xem được luôn. Ở trong đây nó rất là rộng luôn nha cả nhà. Gia đình mình đi dạo vòng vòng ở trong đây nè. Nó rất là rộng luôn. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo nha. Bye bye.